cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA) đưa tin, lực lượng cứu hộ nước này đã phát hiện chính xác nơi rơi trực thăng chở tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tháp tùng. Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA) đưa tin, phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber đã ra lệnh cho bộ trưởng y tế. Braham, Bahram, Enolahi và phó tổng thống phụ trách các vấn đề điều hành, Mohsen Mansouri tới khu vực được cho là nơi rơi trực thăng chở tổng thống để giám sát công tác tìm kiếm cứu nạn. Phó tổng thống Mansouri sau đó chia sẻ với hãng thông tấn bán chính thống FAS rằng sau khi tai nạn xảy ra, nhà chức trách đã liên lạc được với hai người có mặt cùng tổng thống trên chiếc trực thăng bị rơi, gồm một quan chức tháp tùng và một thành viên tổ bay. Theo ông Mansouri, điều này làm dấy lên hy vọng vụ việc không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, nhà báo Aras Azizi của tờ The Atlantic trích dẫn một nguồn tin thân cận với tổng thống Iran tiết lộ ông Raisi đã thiệt mạng. Nguồn tin này quả quyết Tehran đang tìm cách công bố tin này mà không gây bất ổn. Ông Azizi thừa nhận không thể xác minh thông tin này. Người đứng đầu hội chữ thập đỏ, Pia Hossein cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc trực thăng chờ tổng thống Iran gặp nạn từ khoảng cách 2 km. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về các quan chức Iran đã mất tích trong hơn 12 tiếng tại địa điểm đó. Ít nhất 73 đội cứu hộ đã tham gia tìm kiếm trong khu vực trực thăng rơi gần làng Tavin ở tỉnh Đông Azerbaijan. Ông Pierre Hossein nói, ông cũng cho biết tình hình không tốt. Đi cùng với Tổng thống Ebrahim Raisi là Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan của Iran Malek Ramati và Ayatollah Mohammad Ali Ali Hashem, đại diện của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Đông Azerbaijan. Chiếc trực thăng này đã rơi ở khu vực bảo tồn Isma, một khu vực rừng núi khá hiểm trở, nằm gần biên giới Azerbaijan. Truyền hình nhà nước ban đầu thông báo, chiếc trực thăng rơi gần Zonfa, một thành phố ở biên giới với Azerbaijan, nhưng sau đó cho biết nó nằm xa hơn về phía đông, gần làng Uzi. Cả IRNA và truyền hình nhà nước Iran đều không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình hình của ông Raisi nhiều giờ sau đó. Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một máy bay không người lái của nước này hỗ trợ tìm kiếm vị trí trực thăng chở tổng thống iran gặp nạn đã xác định được một nguồn nhiệt ở vùng núi tỉnh đông azerbaijan và chia sẻ với các nhà chức trách iran các đội tìm kiếm và cứu hộ đã đến địa điểm nguồn nhiệt được xác định nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc trực thăng